Chúa mến yêu ơi, nghe lời con dâng lên Cha, mong Cha yêu thương cho đời con. Hương tâm bồng mong con thưa nơi Cha yêu, đấng trao che con bao ngày qua. Được tha thứ sống vui vì ơn của Chúa, lòng con mãi vững tin nơi Cha. Hỏi vì con tất cả, kẻ thứ giúp con luôn được an bình nơi Chúa. Chúa mẹ yêu ơi, nghe lời con dâng lên Cha, mong Cha yêu thương cho đời con. Chúa nơi được thương con thật thà để vui hoa, Chúa vô sự thiệt cho đời con. Chúa ban cho hy vọng làm một linh dung cam, Chúa ơi con kêu xin Ngài thôi. Vì tình ở Chúa tôi, ngày trong chính Ngài, từ khi niềm biết ơn của trời. Chưa anh hướng dẫn hả? Các bước này là tắt màn hình. Chúa chỉ nhận, tâm linh đầy sinh nhờ ơn Chúa. Chúa nơi nước giữa con thật an định vui hoa, Chúa bỏ sự tiếc cho đời con. Chúa mẹ yêu ơi, nghe lời con dâng lên Cha, mong Cha yêu thương cho đời con. Hướng tâm mong lòng con được trường đời Cha yêu, đấng trao che con bao ngày qua. Được tha thứ sống vui vì ơn cứu chuộc, lòng con mãi vươn tin đến Ngài. Hỏi mình con đang đau, ngày cứu giúp con luôn được an bình đời Chúa. Chúa mến yêu ơi, nghe lời con dâng lên Cha, mong Cha yêu thương cho đời con. Chúa nơi được xưa con thật tàn để vui hoa, Chúa mô sự tiên cho đời con. Chúa ban cho hy vọng làm một tình lương cam, Chúa ơi con kêu xin Ngài thôi. Vì tình ở Chúa tôi, ngày trong chính Ngài, từ khi mến yêu thương trời, cuộc cơ sở của con là Chúa chỉ nhận, tâm linh đầy sinh nhờ ơn Chúa. Chúa nơi được sinh ra con thật tàn để vui hoa, Chúa ơi con kêu xin Ngài thôi. Chúa ơi nương dựa tâm thần an nên vui thoát, Chúa bao sức thiên cho đời con. À, chúng ta hát lại bài này một lần nữa, dâng lên Chúa lòng biết ơn cũng như là một cái lời tâm tình để yên ủi gia đình của mục sĩ Lâm. Chúa mến yêu ơi, nghe lời con dâng lên Cha, mong Cha yêu thương cho đời con. Hướng tâm cho mong con giữa thương nơi Cha yêu, đấng chân che con bao ngày qua. Được tha thứ sống vui vì ơn cứu chuộc, lòng con mãi vững tin đến Ngài. Hồi mình con đang đau, ngày cứu giúp con luôn được an bình nơi Chúa. Chúa mến yêu ơi, nghe lời con dâng lên Cha, mong Cha yêu thương cho đời con. Chúa nơi nương dựa con là an định vui hoa, Chúa bao sự thiệt cho đời con. Chúa ban cho hy vọng làm một linh dung cam, Chúa ơi con kêu xin Ngài thôi. Vì tình ở Chúa tôi, ngày trong chính Ngài, từ khi nếm biết ơn của trời. Cuộc sống của con là Chúa chỉ nhận, tâm linh này xin nhờ ơn Chúa. Chúa nơi nương dựa con thật an tình vui hoa, Chúa muốn giữ tình cho đời con. Chúa nơi nương dựa con thật an tình vui hoa, Chúa vô sự tình cho đời con. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa của chúng con. Xin bổ sức thiên cho chúng con nhé. Xin sức giàu cho chúng con, chúng người mới của Thánh Linh. Con cảm ơn nhé. Alleluia. Người nương sữa, Ngài ở nơi nương sữa. Để tâm linh của chúng con vui quá.
xin bổ sức thiên cho chúng con, nâng chúng con lên một cấp độ mới ở trong Ngài. Chúa ơi, chúng con được nâng lên một cấp độ của hoàng gia, Chúa ơi, suy nghĩ của hoàng gia, hành động của hoàng gia. Ô Chúa ơi, để rồi chúng con muốn hầu việc trời theo phong cách của hoàng gia. Chúa mến yêu ơi, nghe lời con dâng lên Cha, bóng trẻ yêu thương cho đời con, hướng tâm cho mong con sửa đường đời Cha yêu, đấng cho trẻ con bao ngày qua được tha thứ sống vui vì ơn Chúa Chúa, lòng con mãi vững tin đến ngàn. Hồi nguy khốn đang đau thì cứ giúp con luôn được an bình nơi Chúa. Chúa mẹ ơi, nghe lời con dâng lên Cha, bóng che yêu thương cho đời con. Chúa nơi nước giữa con thật an ninh vui thoát, Chúa vô sinh thiên cho đời con. Chúa ban cho hy vọng làm một linh dung cao, Chúa ơi con yêu xin Ngài muốn. Chúa đây được giữa con thật an tình vui thoát, Chúa vô sinh thiên cho đời con. Chúa đây được giữa con thật an tình vui thoát, Chúa vô sinh thiên cho đời con. Xin mời Lên Vũ cầu nguyện và thì giờ này để chúng ta bước vào sự thờ phượng như thường lệ. Amen. Xin mời các tôi tới Chúa và dâng sự Chúa cùng hiệp ý với tôi dâng lên Chúa buổi nhóm hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời, vinh hiển oai nghi của chúng con. A Ba ơi, chúng con ra mắt Ngài. Ôi, bởi dòng huyết báu của Chúa Giêsu Christ, chúng con được dạng dĩ và vui mừng ra mắt Chúa. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa luôn luôn vì Ngài đã chết để chúng con được sống. Chúa đã chịu sỉ nhục để chúng con được bình an. Chúa đã chịu đòn roi để chúng con được chữa lành. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa ơi, nguyện Chúa ơi, tình yêu của Chúa, sự nhân từ và sự thương xót của Chúa đầy dậy trên buổi nhóm hôm nay. Nguyện xin Chúa chiếu sáng vinh quang của Chúa trên buổi nhóm hôm nay. Chúng con chúc tán Ngài, đấng hàng ngày gánh gánh nặng của chúng con. Xin soi sáng chúng con sự sáng mặt Ngài. Xin dẫn chúng con, Chúa ơi, đến với tấm lòng của Ngài. Chúng con lắng nghe từng nhịp đập của trái tim Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài là tình yêu của chúng con. Chúa ơi, nguyện xin Chúa ban phước cho buổi nhóm hôm nay. Xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài làm Chúa, làm chủ buổi nhóm hôm nay vì chúng con tôn cao Ngài. Xin Chúa ban cho chúng con, Chúa ơi, mặc lấy tấm lòng của Ngài, tấm lòng của Chúa cho thân thể của Đấng Christ, cho tha nhân, cho dân tộc, cho đất nước Việt Nam của chúng con. Chúa ơi, xin Chúa ban cho chúng con càng hơn, Chúa ơi, sự ơn của Ngài để chúng con được tăng trưởng, hướng đến sự trọn lành, để chúng con được kết quả càng hơn cho Chúa mỗi ngày. Chúa ơi, vì sự hiện diện của Chúa, ban cho chúng con được yên nghỉ, được khoái lạc và được tươi mới. Chúng con cảm tạ Chúa. Chúng con biết ơn Chúa. Xin Chúa ban cho buổi nhóm hôm nay, ban cho mỗi chúng con đến với Chúa trong sự tự do mọi bề. Đường truyền thật là tốt, Chúa ơi. Và chẳng có một sự ngăn trở nào ngăn trở chúng con bước vào sự hiện diện và thờ phượng Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con chúc tán Ngài. Chúng con tôn vinh Ngài. Nguyện mọi sự tôn quý, vinh hiển đời đời vô cùng về nơi vua muôn đời của chúng con là Đức Chúa Trời có một và thật của chúng con mà thôi. Chúng con cảm tạ Chúa
Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ, xin mời các tôi tớ Chúa và dân sự Chúa đến với lời của Chúa trong Thi Thiên 145. Dạ. Xin mời các quý ông sẽ đọc câu lẽ và các quý bà, quý cô chúng ta sẽ đọc câu chẵn trong Thi Thiên 145. Dạ, xin chúng ta bắt đầu ạ. Hỡi vua là Đức Chúa Trời, tôi sẽ tôn cao Ngài. Chúc tụng danh Ngài đến đời đời vô cùng. Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa, Ngài khen danh Chúa đến đời đời vô cùng. Đức Giê-hô-va là lớn và đáng ngợi thay. Sự cao cả Ngài không thể dò xét được. Dòng dõi này sẽ ca tụng công việc Chúa cho dòng dõi kia. Và rao truyền quyền năng của Chúa. Tôi sẽ suy gẫm về sự tôn vinh oai nghi rực rỡ của Chúa và về các công việc lạ lùng của Ngài. Người ta sẽ nói ra sự năng lực về việc đánh giá tính của Chúa, còn tôi sẽ lau kẻ ăn cao cả của Chúa. Người ta sẽ truyền ra kỷ niệm về sự nhân từ lớn của Chúa và hát lớn lên sự công bình Chúa. Đức Giê-hô-va làm lặng cho muôn người. Sự từ bi Ngài giáng trên các vật Ngài làm nên. Hỡi Giê-hô-va, các công việc Ngài sẽ ngợi Ngài, những người thánh Ngài cũng sẽ chúc tụng Ngài. Họ sẽ nói về sự vinh hiển nước Chúa, thuật lại quyền năng của Chúa. Cảnh tỏ ra cho ông là người biết về quyền năng của Chúa và sự vinh hiển oai nghi của nước Ngài. Nước Chúa là nước có đời đời. Quyền cai trị của Chúa còn đến muôn đời. Đức Giê-hô-va nâng đỡ mọi người sa ngã và sửa ngay lại mọi công công. Con mắt muôn vật đều ngửa trông Chúa. Chúa ban cho chúng nó đồ ăn tùy theo thì. Chúa sẽ ban cho chúng nó đồ ăn tùy theo thì. Đức Giê-hô-va là công bình trong mọi đường Ngài, hay làm ơn trong mọi công việc Ngài. Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài, ở gần mọi người có lòng cầu khẩn Ngài. Ngài làm thỏa nguyện mọi người kính sợ Ngài, cũng nghe tiếng kêu cầu của họ và giải cứu cho. Đức Giê-hô-va bảo hộ những kẻ yêu thương Ngài, xong hủy diệt những kẻ ác. Miệng tôi sẽ đồn ra lời khen Đức Giê-hô-va. Nguyện cả lời phán xịt chúc tụng danh thánh của Ngài cho đến đời đời vô cùng. Amen. Amen. Xin mời ban thờ phượng bên trung tâm giải cứu. Yes, amen. Cảm tạ Chúa. Chúa Ngài yêu mến những người yêu mến Ngài, đặc biệt là yêu mến những người có tấm lòng thành thật để cầu khẩn danh của Ngài. Và chúng ta là những người đang có lòng thành thật để cầu khẩn Ngài. Nguyện sự thờ phượng chúng ta là của lễ đẹp lòng Ngài. Muôn dân muôn bộ tay người khen cha. Ban vào chi họ họ người khen đều và Hallelujah. Cảm ơn cha. Chúng ta tự do thôi. Chúa tại nơi mình ngồi. Nơi đó có sự hiện diện thân hình nơi nào cũng sự lời khen của sự tay người khen cha, tao mau vang lên một tiếng vang chân cho ngài, một giấc ngủ khen cha, tao mau vang lên một tiếng vang chân cho ngài. Yeah.
Hallelujah. We're going to get in this your banner. Again, yes, this your banner. Today, I do not like you. We're going to get in this your banner. Today, I do not like you. Yes, you can't complain. I can't go in. Oh,
Hãy
Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho ban thờ phượng của Trung tâm Giải cứu. Xin Chúa ban ơn càng hơn cho ban thờ phượng bên Trung tâm Giải cứu. Dạ amen. Dạ giờ này xin mời mục sư Trương Anh Tuấn. Tôi tới Chúa cầu nguyện cho sứ điệp lời Chúa chiều hôm nay. Xin mời mục sư Trương Anh Tuấn ạ. Dạ xin mời mọi người hiệp ý với tôi trong lời cầu nguyện. Tạ ơn Chúa vì Ngài là nhân từ, sự nhân từ của Chúa hằng còn đời đời cho đời sống của chúng con. Giờ phút này chúng con cùng nhau thờ phượng Chúa và lắng nghe lời của Chúa. Xin Chúa Ngài ban ơn và sức dầu trên lời của Ngài qua miệng của tôi tới Chúa, được đầy dẫy ân huệ và quyền năng của Ngài để nâng đỡ và chữa lành chúng con. Chúa Giêsu, xin Ngài đến và Ngài hiện diện ở trong buổi nhóm này. Dù là những anh chị em chúng con đang nhóm lại từ xa, trực tiếp qua mạng, nhưng xin thần của Chúa Ngài hiện diện đầy dẫy ở trên lời của Ngài, Chúa ơi, để mỗi tấm lòng của chúng con được đầy dẫy sự sống của Chúa qua lời của Ngài. Xin cho tình yêu và ân điển của Chúa qua lời của Ngài chữa lành và nâng đỡ chúng con. Nguyện tình yêu thương của Chúa chữa lành cho chúng con và mặc lấy chúng con sức mới của Ngài để chúng con được trỗi dậy và tiếp tục bước đi theo Ngài. Xin Chúa Ngài cũng dùng lời của Ngài để chữa lành cho mỗi người chúng con nữa. Những ai đang mệt mỏi, những ai đang ngã lòng, những ai đang yếu đau bệnh tật, lạy Chúa xin hãy lấy cánh tay quyền phép của Ngài để nâng đỡ chúng con. Con cầu xin sức dầu của Đức Thánh Linh của Ngài, Ngài thấm ví chúng con cái đầy dẫy giờ phút này, Chúa ơi. Từ người chia sẻ lời của Chúa cho đến người nghe lời của Ngài, chúng con hết thảy được phước, con cảm ơn Chúa. Vì xin Chúa Ngài đi qua đi lại giữa vòng chúng con giờ phút này. Ngay tại nơi mà chúng con đang ở, xin Chúa Ngài cũng hiện diện để tấm lòng của chúng con được tan chảy ở trong sự hiện diện đầy quyền năng của Chúa. Con cảm ơn Cha. Chúng con cùng nhau hết lòng cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Cảm tạ Chúa. Tạ ơn Chúa. Xin mời cô mục sư Phạm Thị Liên chia sẻ sứ điệp lời Chúa chiều hôm nay ạ. Xin mời mục sư Phạm Thị Liên ạ. Dạ. Dạ, xin trân trọng kính chào các đầy tớ của Chúa. Tôi nói mọi người có nghe rõ không ạ? Dạ rõ. À dạ yeah. Rõ. Rất là cảm ơn Chúa. Mục sư Liên ơi. Rõ lắm mục sư Liên ơi. Dạ, và tôi thì vô đề là trực tiếp luôn. Cảm ơn Chúa là tôi cũng được sự phân công của mục sư quản nhiệm để cùng học lời Chúa với anh chị em. Và điều mà tôi muốn cùng học với anh chị em thì tôi cũng mượn cái bối cảnh ngay cái thời điểm của chúng ta nó đang nằm ở trong một cái sự khó khăn. Ở nhà đang nằm ở trong một cái sự như một trong một cái cơn đại dịch, thì ở trong Kinh Thánh cũng có một cái thời kỳ khó khăn ở trong thời các quan xét, đó là câu chuyện của Ruter. Và tôi xin cùng học với các anh chị em ở trong sách Ruter đoạn 1, là cả một đoạn 1, nhưng mà tôi chia sẻ đến đâu thì tôi sẽ đọc câu Kinh Thánh đó lên tới đó để cho đỡ mất thời gian. Và tôi biết rằng là tất cả chúng ta ở đây ai cũng đều quen thuộc cái câu chuyện của Ruter, phải không ạ? Nhắc đến Ruter thì chúng ta đều là biết rõ cái câu chuyện đó. Nhưng mà trong cái thời điểm này thì Chúa lại muốn nhắc cho tôi nhớ ở trong cái lúc mà khó khăn thì
cái quyết định của mình như thế nào, nên chủ đề mà tôi chọn cho buổi chiều hôm nay, và thực sự cũng không phải tôi chọn nữa quý vị, đó là Chúa chọn, Chúa nhắc ở trong đầu tôi một cái chủ đề, một quyết định làm nên lịch sử. Thì tôi thấy cái chủ đề này thì nó, tôi thấy nó quá là giống như là nó to lớn quá với tôi. Thì tôi thì có lẽ là bình dân hơn, nên là tôi thì muốn chọn một cái chủ đề là quyết định đổi đời hay là quyết định để đời. Đó là cái điều tôi chọn. Nhưng mà cái chủ đề mà Chúa nói với tôi là quyết định làm nên lịch sử. Thấy cái chủ đề đó, tôi nói với Chúa, cái chủ đề này con thấy nó lớn quá với con, nhưng mà con không biết như thế nào, nhưng mà Chúa nói thì con cứ làm theo. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu bước vào trong câu chuyện của Ruter. Tôi xin phép đọc tới đâu thì tôi sẽ chia sẻ đến đó nha quý vị. Naomi đi đến xứ Moab, người trở về với vua Ruter. Trong đời các quan xét, một cơn đói kém xảy đến trong xứ. Có một người từ Bethlehem xứ Juda đi với vợ và hai con trai mình đến kiều ngụ trong xứ Moab. Người tên là Elimelech, vợ tên là Naomi. Hai con trai tên là Mahlon và Chilion đều là dân Ephrat về Bethlehem trong xứ Juda. Đến xứ Moab, chúng bèn ở tại đó. Qua hai câu kinh thánh thì chúng ta thấy rằng có một gia đình, họ quyết định rời khỏi nơi mà mình đang sinh sống, ở trong một cái hoàn cảnh rất là khó khăn, tại vì nơi đó xảy ra một cơn đói kém, y như lời Chúa nói ở trong kinh thánh. Thì ở trong cuộc sống chúng ta cũng vậy. Chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn phải nói rằng là khủng hoảng. Và khủng hoảng về mọi mặt, về sức khỏe, về tài chánh, về kinh tế, về cả mạng sống của mình luôn. Và mình rất hoang mang, rất là lo lắng, rất là sợ hãi. Và trong cái giai đoạn này, mỗi người trong chúng ta đều có những cái suy nghĩ và có những cái quyết định. Và cái quyết định của mỗi người trong cái thời điểm vừa rồi thì tôi thấy đó là cái quyết định là có nên tiêm vaccine hay không. Cái người thì muốn tiêm, người thì không muốn tiêm, người thì muốn tiêm thuốc Trung Quốc, người thì muốn tiêm thuốc của Anh, của Mỹ. Tất cả đều ở trong cái sự hoang mang, bối rối. Thì cái câu chuyện ở trong Ruter này cũng vậy. Ở trong xứ có một cơn đói kém lớn. Thì ở Việt Nam của mình nó cũng đang có một cơn đại dịch lớn. Nhưng quyết định của Elimelech là lìa khỏi cái nơi mình đang sống để đi đến một cái xứ khác, để tìm một cái phương hướng ở trong công ăn việc làm, hoặc là như thế nào đó để cho được ổn định cái cuộc sống. Nhưng có những lúc chúng ta quyết định theo cái hoàn cảnh mà chúng ta nhìn thấy. Có những cái quyết định ở trong cuộc đời của chúng ta, có những lúc chúng ta quyết định đúng, nhưng cũng có những lúc chúng ta quyết định sai. Quyết định đúng thì không nói làm gì, nhưng mà có những cái quyết định sai có khi đem đến sự tổn hại cho tài chánh cũng như là cho tinh thần của chúng ta. Về nói chung là về thuộc linh hoặc thuộc thể của chúng ta đó cũng rất là nhiều. Thì qua câu chuyện này chúng ta thấy rõ ràng là gia đình này họ đã chuyển đến một cái xứ Moab là của dân ngoại, mà trong khi họ là dân của Đức Chúa Trời, họ là dân Juda, họ ở trong xứ Juda nhưng họ đến xứ của Moab là một dân ngoại. Giống như mỗi người trong chúng ta khi chúng ta quyết định đến với Chúa cũng vậy. Chúng ta là một người ngoại nhưng chúng ta quyết định, giống như là chúng ta từ cái xứ Moab, chúng ta quyết định để đến cái xứ Juda là xứ mà của Chúa.
thì gia đình của Elimelech này đang ở trong một cái xứ Juda và thuộc về Bethlehem, mà Bethlehem ở trong Kinh Thánh ý nghĩa là nhà bánh, thấy không ạ? Từ cái nhà bánh mà chuyển qua một cái xứ gọi là của dân ngoại thì cái chỗ này thì thấy cũng hơi lạ, nhưng mỗi người có mỗi một cái quyết định, Chúa cũng tôn trọng cái quyết định của mỗi chúng ta. Vì ở trong cuộc sống thì có thành công, có thất bại. Thất bại thì chúng ta sẽ có cơ hội để làm lại, nhưng mà thành công thì cảm ơn Chúa. Đó. Nên là qua câu chuyện này tôi học được một cái vấn đề, một điều là khi mà chúng ta có những cái quyết định, thường thì chúng ta hay nhìn vào hoàn cảnh, chúng ta hay nhìn vào cái sự việc ở chung quanh chúng ta để chúng ta quyết định đúng sai, thành công thất bại. Không có ai chịu trách nhiệm cho mình đâu, chính mình phải chịu trách nhiệm cho mình. Đây là một gia đình, đây là một cái hình ảnh cũng giống như là mỗi gia đình của chúng ta vậy. Cái người ở trong gia đình, cái người đầu tàu trong gia đình là một cái người, người chồng, người cha. Khi mà quyết định thì người vợ và con đều theo cả. Nhưng sau đó thì chồng của Naomi, Elimelech, chồng của Naomi qua đời để nàng lại với hai con trai mình. Chúng nó cưới vợ trong người nữ Moab, người này tên là Orpa và người kia tên là Ruter. Họ ở tại đó độ 10 năm. Kế sau Mạc-lôn và Kilion cũng thác để Naomi ở lại không chồng không con. Khi mà đã chuyển từ một đất nước, một cái xứ của Chúa là mình đang ở trong cái sự bảo vệ che chở của Chúa, họ đi qua bên cái xứ của dân ngoại. Thì ban đầu thì chồng của bà Naomi qua đời. Và sau đó hai con trai của bà lớn lên. Tại vì ở đó được 10 năm rồi, lớn lên và cũng lập gia đình và có vợ. Và cuối cùng thì hai người con trai cũng qua đời. Và bà cũng không còn ai cả. Tại vì hai người con dâu này cũng chưa có sinh một đứa cháu nào cho bà cả. Giống như là bị tuyệt tử, tuyệt tôn đấy quý vị. Một cái quyết định sai lầm của một cái người đầu tàu trong gia đình sẽ để lại một cái hậu quả, một cái hậu quả phải nói rất là đau lòng. Rồi và quyết định của Elimelech đã đem gia đình ông đến một cái sự rất là đau lòng, và để lại cho bà Naomi là cái người vợ của mình một cái sự rất là cay đắng. Thường là ở trong cái hoàn cảnh hoặc nghịch cảnh, chúng ta không có nhìn thấy cái lỗi của mình, và chúng ta cứ đổ lỗi cho Đức Chúa Trời, đổ lỗi là tại trời xui khiến, rồi bà Naomi rất là cay đắng Chúa. Tại vì sao cái hoàn cảnh không thuận lợi, không đem đến một cái điều tốt đẹp gì cho gia đình của bà cả. Khi đến nơi đó chồng chết, hai đứa con chết, có được hai người con dâu nhưng mà chưa có một đứa cháu nào cả. Và ở đây là quyết định, chúng ta học được quyết định của một người đầu tàu trong gia đình. Ở đây là tôi muốn nói về khía cạnh của gia đình, rất là quan trọng. Nếu chúng ta có một cái quyết định sai trật thì cả gia đình của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng rất là cảm ơn Chúa. Sau đó thì tôi xin đọc tiếp câu 6 và câu 7. Bây giờ Naomi có nghe nói rằng Đức Giê-hô-va đã đoái xem dân sự Ngài và ban lương thực cho, bèn đứng dậy cùng hai dâu mình đặng từ xứ Moab trở về. Vậy người lìa bỏ chỗ mình đã ở cùng hai dâu mình lên đường đặng trở về xứ Juda. Rất là cảm ơn Chúa. Sau đó bà Naomi, bà nghe
và nghe được rằng là Đức Giê-hô-va đã đoái xem dân sự Ngài. Và sau cái cơn đói kém đó thì có thể rằng chúng ta cho nó là một cái sự thử thách ở trong cuộc đời của chúng ta đi, ở trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng lòng của chúng ta như thế nào với Chúa? Nếu chúng ta tin cậy đủ, nếu đức tin của chúng ta đặt nơi Chúa đủ, thì chúng ta tiếp tục ở trong sự trông cậy nhờ cậy Chúa, để rồi qua cái cơn đói kém đó thì Đức Giê-hô-va đoái xem dân sự của Ngài. Và qua những nghịch cảnh, qua những khó khăn, Chúa nhớ đến chúng ta. Ngài không có bỏ quên chúng ta đâu. Nếu mà chúng ta để lòng tin cậy nơi Chúa, đức tin của chúng ta đủ lớn để tin cậy nơi Ngài, thì chúng ta sẽ nhận được phước hạnh từ nơi Chúa. Cảm ơn Chúa là bà nghe. Cái điều quan trọng là bà nghe. Và đây là quyết định của Naomi. Khi bà nghe và bà quyết định, bà đứng dậy để trở về quê hương của mình. Có phải là trong mỗi cuộc đời của chúng ta, chúng ta cũng thường có những quyết định sai lầm phải không ạ? Có những cái quyết định sai trật. Nhưng mà những cái sự việc mà chúng ta thất bại thường thì chúng ta không nhìn ra thấy cái sai của mình. Chúng ta đổ cho người này, chúng ta đổ cho người kia. Nhưng ở đây, với Naomi, thì bà cũng có sự cay đắng, bà cũng có sự trách cứ Chúa. Nhưng bà vẫn quyết định, bà vẫn quyết định. Vì sao? Vì bà nghe Đức Giê-hô đã đoái xem dân sự Ngài, và Đức Giê-hô-va đã đoái xem đến mỗi cuộc đời của chúng ta. Có khi những lúc chúng ta cầu nguyện, chúng ta chưa thấy điều gì xảy ra cả, nhưng yên tâm, Chúa đều nghe cả. Đến thời điểm Chúa sẽ làm. Và Chúa đã bắt đầu hành động qua một người nữ Moab, đó là Ruter. Và đây là cái phần mà tâm tình, tâm sự giữa mẹ chồng với nàng dâu trước khi bà Naomi trở về quê hương của mình. Bà nói rằng, Naomi nói cùng hai dâu mình rằng, mỗi con hãy trở về nhà mẹ mình đi, cầu Đức Giê-hô-va lấy ơn đãi hai con như hai con đã đãi các người khác của chúng ta và đã đãi chính mình ta. Nguyện Đức Giê-hô-va ban cho hai con được bình yên ở nơi nhà chồng mới. Rồi người ôm hôn hai nàng, còn hai nàng cất tiếng lên khóc và nói rằng, chúng tôi sẽ đi với mẹ đến quê hương của mẹ. Naomi đáp, hỡi hai con gái ta, hãy trở về đi. Đi với mẹ làm chi? Mẹ há còn những con trai trong lòng có thể làm chồng chúng con sao? Hỡi hai con gái ta, hãy trở về đi đi. Mẹ già quá mà lấy chồng nữa. Lại dầu bây giờ mẹ nói ta có lòng trong mong từ chiều nay ta sẽ có chồng. Dẫu ta sanh đẻ con trai đi nữa, chúng con há lại muốn đợi cho đến chúng nó khôn lớn và không lấy chồng khác hay sao? Không, hỡi chúng con, nỗi sầu thảm của mẹ cay đắng muôn phần hơn của chúng con. Vì tay của Đức Giê-hô-va đã giơ ra hại mẹ. Hai nàng lại cất tiếng khóc, đoạn ọt ba hôn và từ biệt bà cha mình, còn Ruter không chịu phân rẽ người. Qua một cái phần phân đoạn đó, đó là một cái tâm tình giữa mẹ chồng và nàng dâu. Thì khi hai con trai của bà qua đời rồi, thì bà coi hai người con dâu của mình như là con gái của mình. Và bà khuyên họ hãy trở, phải ở lại với quê hương của mình và hãy đi lấy chồng khác đi. Đó là những điều mà bà tâm sự từ cái tấm lòng của mình. Tại vì bà thấy bà không còn có khả năng để mà bảo bọc hoặc là che chở hai người con dâu của mình nữa rồi. Nên là bà mới kêu thôi,
tụi con đi về xứ của tụi con đi, mẹ phải trở về xứ của mình. Và ở đây có hai người con dâu và hai cái quyết định. Khi ọt ba quyết định trở ở lại quê hương của mình thì Ruter lại là người quyết định theo mẹ chồng mình đến cùng. Thì tôi nghĩ rằng Ruter quyết định để theo mẹ chồng của mình, chẳng qua là Ruter nghĩ rằng bây giờ mẹ chồng của mình già quá rồi, đúng không? Nên là bây giờ không có ai để chăm sóc bà, thôi là mình đi theo bà để chăm sóc bà. Tại vì bà đã coi mình như con gái thì mình cũng coi bà như là mẹ của mình. Và Ruter quyết định, và có một cái quyết định để nhất định là phải đi theo bà Naomi để về quê hương của mẹ mình. Và có hai cái quyết định. Khi ọt ba quyết định như vậy thì ở Kinh Thánh chấm dứt không nói một điều gì cả về ọt ba. Nhưng mà Ruter thì bắt đầu bước sang một cái trang mới, và cuộc đời của Ruter bước sang một cái trang mới khi Ruter quyết định theo mẹ của mình là người có Đức Chúa Trời. Thì giống như mỗi chúng ta cũng vậy, khi chúng ta là người ngoại, khi chúng ta chưa tin Chúa và khi chúng ta quyết định tin Chúa thì cuộc đời của chúng ta sẽ bước sang một cái trang mới. Và tôi nói rằng đây là một cái quyết định đổi đời. Quyết định của Ruter ở trong phần phân đoạn Kinh Thánh này, đây là một cái quyết định đổi đời. Và cuộc đời của Ruter được thay đổi một cách rất là lạ lùng. Và ọt ba coi như là Kinh Thánh đã chấm dứt về ọt ba, không nói về ọt ba nữa. Và chúng ta thấy rõ ràng là khi mà chúng ta đưa ra một cái quyết định gì đó thì một là đem đến hậu quả, hai là đem đến kết quả. Nên là từ từ tôi sẽ nói tiếp theo là để chúng ta phải làm cách nào để chúng ta có một cái quyết định đúng đắn theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và Naomi thì nói với Ruter rằng: này chị con đã trở về quê hương và thần của nó, con hãy trở về theo nó đi. Ruter thưa rằng: xin chớ này tôi phân rẽ mẹ, vì mẹ đi đâu tôi sẽ đi đó, mẹ ở nơi nào tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ tức là dân sự của tôi, Đức Chúa Trời của mẹ tức là Đức Chúa Trời của tôi. Mẹ thác nơi nào tôi muốn thác và được chôn nơi đó. Ví bằng có sự chi khác hơn sự chết phân cách tôi khỏi mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa cho tôi. Naomi thấy nàng quyết định theo mình nên không nói nữa. Bà Naomi cứ khuyên hai người con dâu mình, khuyên hai con dâu mình thôi còn trẻ, ở lại quê hương của mình để tiếp tục lập gia đình, để mình có một cái cuộc sống mới. Và Ruter thì nhất định theo mẹ của mình. Và cái quyết định của Ruter đã làm thay đổi cuộc đời của bà Ruter. Và bà Ruter có những câu nói, phải nói rằng là câu nói để đời, phải không ạ? Những câu nói này để lại cho đời sau, đến đời của chúng ta, đời con cháu của chúng ta. Tôi nói thật, đây là những cái câu nói mà chúng ta thường được nghe giảng. Và đây là những câu nói để đời của một người, người ngoại, không phải là người tin Chúa. Nhưng khi bà Ruter đã quyết định theo mẹ chồng của mình là Naomi, thì Ruter đã quyết định bước theo ý muốn của Đức Chúa Trời, quyết định bước theo đường lối của Đức Chúa Trời. Nhưng Ruter có biết rằng là mình đang làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời không ạ? Ruter cũng không biết. Và tôi nghĩ rằng Ruter quyết định theo bà Naomi chỉ bởi bằng tình yêu thương. Ruter yêu thương mẹ chồng của mình như là mẹ ruột mình. Vì thế bà bây giờ nếu mà bà đi về quê hương chỉ có một mình thì không có ai sẽ chăm sóc bà.
nên Router quyết định đi theo mẹ của mình để chăm sóc mẹ của mình thôi. Chứ Router cũng chưa biết rằng là những phước hạnh đang chờ mình ở phía trước, Router không có biết. Và Naomi và Router trở về quê hương của Naomi là ở Juda, xứ Juda và Bethlehem. Vậy hai người đi đến Bethlehem. Khi hai người đến, cả thành đều cảm động. Các người nữ hỏi rằng, ấy có phải Naomi chăng? Người đáp, chớ gọi tôi là Naomi, hãy gọi là Mara, vì đấng toàn năng đã đãi tôi chắc cay đắng lắm. Đã trở về quê hương của mình, đã trở về với Chúa rồi, nhưng vẫn không quên sự cay đắng. Vẫn còn cay đắng. Vẫn cho rằng là Chúa đãi mình một cách cay đắng. Vẫn chưa nhìn ra được cái sai của mình. Đây là cái quyết định của mình đi. Chúa đâu có ép là gia đình bả hoặc là biểu gia đình bả là đi qua bên xứ Moab đâu. Nhưng mà tại vì thấy ở xứ Bethlehem có sự đói kém, thành ra là cả gia đình quyết định cùng nhau kéo đi. Mà đến khi mà trở lại với Chúa rồi vẫn còn cay đắng. Và điều này tôi nói thật, nó cũng không ngoại lệ ở trong mỗi tấm lòng của chúng ta. Chúng ta vẫn tin Chúa đó, chúng ta vẫn cầu nguyện, vẫn đọc Kinh Thánh, vẫn yêu mến Chúa đó. Nhưng mà có những nghịch cảnh, có những cái hoàn cảnh mà nó xảy ra không đúng theo ý của mình, thì lòng mình vẫn cay đắng bình thường, như thường. Nên qua bài học của Naomi, chúng ta sau mỗi những cái quyết định, có những cái điều gì mà xảy ra, thì chúng ta đừng nên cay đắng Chúa nha. Tại vì đây là quyết định của mình. Thay vì là cầu nguyện, Chúa ơi con sai rồi, xin thương xót tha thứ cho con, thì không, cuối cùng thì sao? Bà vẫn cay đắng. Đây là điều mà chúng ta phải nói là rất là dễ gặp phải. Có khi ở giữa vòng chúng ta có những điều mà chúng ta giống như là không đồng quan điểm với nhau, rồi có những cái đụng chạm nho nhỏ với anh em trong hội thánh, rồi không đi nhóm, bỏ nhóm. Nhưng mà Chúa cũng đâu có làm gì chúng ta đâu. Nói không, tôi đến đó tôi gặp cái người đó là tôi không thích. Và cuối cùng bỏ nhóm. Dễ lắm chúng ta gặp phải những trường hợp này. Rất là dễ. Những cái sự cay đắng đến với chúng ta, nó giống như là những cái rễ đắng nó châm ra ở trong lòng của chúng ta. Nên có khi là chúng ta sống với nhau bằng mặt mà không bằng lòng. Đó là ước ao rằng qua lời Chúa buổi chiều hôm nay sẽ giúp đỡ cho mỗi chúng ta, để mỗi khi chúng ta làm điều gì, có những cái điều gì mà chúng ta quyết định sai trật, thì chúng ta cứ ăn năn đến với Chúa, đừng có cay đắng giống như bà Naomi. Nó không có đem đến sự vui mừng gì cả. Nhưng có một điều, khi mà gia đình bà Naomi đi ra khỏi quê hương của mình rồi, và khi trở về thì sao? Cả thành đều cảm động. Coi như là dân sự của Chúa không có bỏ bà Naomi, không có bỏ gia đình của ông Elimelech này, mà cả thành đều cảm động khi mà họ trở về. Và đây là cái điều mà nhắc tôi nhớ đến người con trai hoang đàn. Thấy không mà? Gom góp gia tài cha mình cho, đem đi ăn chơi trác tán hết. Và khi trở về thì sao? Trở về vẫn sợ cha mình không nhận mình chứ. Nhưng mà cuối cùng, với tình yêu thương của người cha, làm bò con mập
để ăn mừng con mình trở về, vì tưởng như rằng là đã chết nhưng mà nay còn sống. Phải nói rằng đây là một tình yêu mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, và Chúa luôn chờ đợi để làm ơn cho chúng ta. Có những cái điều mà chúng ta phạm tội đó, nó kín giấu ở trong lòng, nhưng tôi tin là Đức Thánh Linh là đấng Ngài sẽ chỉ ra. Tôi muốn làm chứng một chút xíu về cái điều này. Thường buổi tối tôi và hai đứa cháu nội hay cầu nguyện. Có một buổi tối đó thì khi mà tôi cầu nguyện xong thì đứa cháu nội tôi, đứa bé gái, nó khóc quá chừng luôn. Cứ nó khóc thì cứ hỏi nó không có trả lời. Hỏi không trả lời, và cuối cùng thì tôi cũng cầu nguyện cho nó. Thôi bây giờ bà nội cầu nguyện cho con, nếu mà có điều gì hoặc là con bị cái gì ở trong người thì con phải nói để bà nội biết, bà nội cầu nguyện. Thì nó chỉ nói rằng là bà nội ơi, con có cái lỗi lớn lắm. Con có cái lỗi lớn lắm mà con không biết phải làm sao. Đó, thì tôi mới nói, tôi không có hỏi nó là con phạm tội gì, tôi không có hỏi. Tôi chỉ nói rằng là con có lỗi gì Chúa cũng tha cho con hết. Khi mà con thật lòng con ăn năn với Chúa thì Chúa sẽ tha cho con. Cháu nội tôi, bé gái mà nó múa đó, năm nay nó được 10 tuổi rồi, và nó khóc quá chừng luôn, và nó nói với tôi như vậy. Và tôi tin rằng nhiều khi trong cái buổi tối mình cầu nguyện với gia đình, hoặc là một mình hay là hai đứa cháu tôi cũng vậy, tụi nó cầu nguyện giống như trả bài vậy đó, giống như nó học thuộc lòng rồi đó, nó cầu nguyện rồi, nó cầu nguyện rồi là xong. Nhưng khi mà mình đã có lòng để cầu nguyện thì Đức Thánh Linh Ngài nghe, và đến thời điểm Chúa thăm viếng, và bắt đầu nó khóc và nó ăn năn cái tội của nó. Tôi không hỏi nó tội gì, nó nói con có tội lớn lắm, con biết là cái tội con lớn lắm, thế thôi. Tôi cũng chẳng hỏi nó làm gì, nhưng mà tôi chỉ nói với nó, nếu con thật sự ăn năn trở lại với Chúa và con đừng có phạm cái tội đó nữa thì Chúa Ngài sẽ tha cho con. Chứ mấy đứa con nít mà thật sự nó ăn, nó ngủ là nó bình thường thôi, nó đâu có suy nghĩ gì đâu. Nhưng mà khi mà Đức Thánh Linh đụng chạm thì đến cả ngay cả những đứa con nít tự động nó nói với mình. Chứ thật sự tôi cũng không biết. Và trở lại với cái bài học của mình, và tôi tin rằng khi chúng ta thật sự ăn năn trở lại với Chúa thì Chúa Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta, và Ngài rất là vui mừng, rất là vui mừng để ban phước cho chúng ta. Mặc dầu bà Naomi không có một lời nào gọi là ăn năn, không có một lời nào gọi là ngọt ngào, bà cứ trách Chúa thế này thế kia, nhưng Đức Chúa Trời Ngài vẫn nhân từ. Ngài sắm sẵn mọi sự dư dật cho bà. Và chúng ta, nếu chúng ta đọc hết câu chuyện của Ruter, chỉ có 4 đoạn thôi, thì chúng ta sẽ biết được cái kết quả của Ruter như thế nào. Và Ruter đầu phục mẹ chồng của mình, và bà nói điều gì Ruter đều làm theo điều đó. Đó là một cái sự đầu phục. Khi mà bà đến với cái quê hương của mẹ chồng mình thì bà không biết là cái giống như là cái văn hóa cũng như là cái truyền thống ở đất nước của mẹ mình như thế nào, nhưng bà có một cái sự đầu phục một cách gần như là hết lòng. Và Đức Chúa Trời lại tiếp tục dùng bà Ruter, để giúp đỡ bà Naomi. Chúng ta đã đọc hết cái câu chuyện của Ruter phải không ạ? Và chúng ta biết rằng kết thúc rất là có hậu. Và mỗi người trong chúng ta đều có một cái kết quả, một cái kết cục rất là có hậu khi chúng ta thật sự là những người bước đi theo Chúa.
Và chúng ta thấy rằng là cái quyết định của Luther lúc bấy giờ, Luther không biết rằng là cái tương lai của mình như thế nào, phải không ạ? Nhưng cuối cùng thì Luther có tên ở trong gia phổ của Chúa Giêsu. Và đây là cái điều mà Chúa nói với tôi, một quyết định làm nên lịch sử là ở chỗ này. Và cuối cùng Luther là một người nữ Moab, là một người ngoại, khi mà quyết định bước đi với Chúa, bước đi theo trong cái chương trình của Chúa, thì đã làm nên một lịch sử. Đó là ở trong gia phổ của Chúa Giêsu có bà Luther, có bà Rahab, đó là những người ngoại nhưng được ở trong gia phổ của Chúa Giêsu. Nên rất là cảm ơn Chúa, qua câu chuyện của Luther tôi cũng học được một điều rằng có những điều tôi học được. Thứ nhất là chúng ta nên quyết định theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Như vậy thì làm sao chúng ta biết được đâu là ý muốn của Đức Chúa Trời để chúng ta quyết định theo ý của Chúa? Ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 10 thì viết như thế này: hãy xét điều chi vừa lòng Chúa. Thì trong mỗi quyết định của chúng ta, thì trước khi chúng ta quyết định điều gì đó, chúng ta có những cái suy xét, chúng ta có những cái suy nghĩ. Nhưng mà Chúa nói là hãy xét điều gì vừa lòng Chúa, là chúng ta sẽ quyết định theo lòng của Đức Chúa Trời. Chúng ta quyết định theo lòng của Đức Chúa Trời ở đây là chúng ta quyết định theo lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta quyết định theo tình yêu thương. Chúng ta quyết định theo những điều đem đến sự bình an, đem đến những sự vui mừng. Và Chúa nói là hãy xét điều chi vừa lòng Chúa. Nên là Chúa nói là trong cuộc sống, chàng ơi, Chúa ơi, khó quá, làm sao mà con biết cái điều nào vừa lòng Chúa, mà điều nào mà vừa lòng người này thì lại mất lòng người kia, thì làm sao mà con xét được đây? Làm sao chúng ta xét được để chúng ta biết được điều gì đẹp lòng Chúa, điều gì để chúng ta làm theo? Giống như khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, thì Chúa nói rằng là xin cha cất cái chén này khỏi con. Tại vì Chúa Giêsu cũng không chịu nổi cái chén đắng đó. Nhưng Chúa nói rằng là nhưng xin theo ý cha chứ không theo ý con. Và trong mỗi quyết định của chúng ta, tự nhiên là khi mà nói đến điều này tôi lại học được một điều. Chúa ơi, trong mỗi quyết định của con cũng có lúc đúng, có lúc sai. Cũng có lúc thì nó thất bại, cũng có lúc thì nó cũng thành công. Nhưng bây giờ thì xin Chúa giúp con để tất cả những gì mà nhiều khi con quyết định sai hay đúng gì đó, nhưng theo ý của Chúa. Nếu theo ý của Chúa thì Chúa sẽ bẻ lái cái quyết định của chúng ta. Chúa sẽ dẫn dắt cái quyết định của chúng ta, vì Chúa là người cầm lái cuộc đời của chúng ta. Thì xin Chúa Ngài theo ý của Ngài. Nên là xin Chúa giúp con để con nhận biết được ý muốn của Chúa, thì Chúa sẽ bẻ lái theo cái ý muốn của Chúa. Mà nhiều khi Chúa đâu có nói cho mình biết, bây giờ con quyết định A nhưng mà giờ tao bẻ theo B là con phải theo B. Không có, Chúa không có nói gì hết đó. Nhưng mà có sự vùa giúp của Chúa, có sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, thì những cái ý muốn của mình nhiều khi mình quyết định vậy nhưng mà nó lại không thành. Và cuối cùng là cái điều khác nó sẽ xảy ra, thì nó lại là đem đến cái ích lợi cho mình. Và tôi cũng làm chứng một chút. Đây là cái điều mà không phải tôi quyết định, mà tôi đã làm chứng rồi á, về cái quyết định mà nhận nuôi cái con bé của cái người bạn mà ở chung với tôi á, mà cô đó cũng qua đời á. Tôi đâu có quyết định để nuôi nó đâu. Tại vì khi mẹ nó vào bệnh viện thì tôi chỉ thôi mẹ đi bệnh viện thì ở đây là khi nào mẹ con hết bệnh thì con về.
là mình chỉ có nói như vậy thôi, giống như là mình chỉ giúp đỡ một hai bữa vậy thôi, chứ mình đâu có quyết định là để nuôi nó trong cái thời gian dịch này đâu. Cuối cùng thì mẹ nó qua đời, thì mẹ nó qua đời xong rồi cái tôi lại nói chứ thì thôi giờ mẹ nó qua đời, giờ nó đang ở đây với mình, mà ở đây thì hai mẹ con nó chỉ có biết mình thôi, bây giờ mình không nuôi nó đó thì ai nuôi đó, thôi thì thôi cứ ở đây với mình đi, khi nào mà hết dịch rồi gia đình nó ở ngoài quê vô đó thì mình gửi lại đó. Nhiều khi tôi không có suy xét hoặc là cố tình để quyết định để nuôi con bé này đâu, nhưng mà có những cái trường hợp không phải mình quyết định nữa, tôi thấy rõ ràng là tôi không có quyết định trong chuyện này, tại nó cứ những cái việc nó xảy ra nó cứ đưa đến và mình cứ làm theo như vậy. Thì tôi nói thật với anh chị em, trong cái thời gian mà dịch như thế này đó, mà mẹ của con bé đó qua đời á, thì ba nó thì mẹ nó là vợ bé nên là ba nó không có tiện đem nó về nhà để nuôi, tại vì còn bà lớn nên là ổng cứ để ở đây và ổng cũng ít có gọi điện, cũng ít có quan tâm đến nó. Và cuối cùng Mạnh Thường Quân thì họ giúp đỡ, họ cho gạo, cho nhu yếu phẩm, rồi cho sữa, rồi cho tiền. Và thế là qua cái con bé này đó thì người này người kia giúp đỡ và gia đình tôi cũng được sống sót qua cái mùa dịch một cách dư dật. Nên đây cũng là cái điều mà tôi cũng tạ ơn Chúa, là vì có thể đây là cái tôi cứ nghĩ rằng là đây là chương trình của Chúa thôi, chứ mình cũng đâu có muốn cái người đó qua đời đâu đó. Nhưng mà khi mà họ qua đời như vậy rồi thì mình cứ giúp đỡ. Tôi cũng không có nghĩ rằng là sẽ có Mạnh Thường Quân giúp đỡ, tôi không nghĩ gì hết. Tôi chỉ giúp là vì cái tình yêu thương con bé này vậy thôi. Nhưng mà cuối cùng thì gia đình tôi được người này người kia giúp đỡ, rồi có tiếng tốt, coi như là có tiếng tốt. Và người ta cũng nói là gia đình ít có ai mà chịu nhận như vậy, tại vì mẹ nó bị Covid như vậy đó, thì sợ nó đem nó về là gia đình nó lây cho gia đình tôi. Rồi tôi cũng qua rồi chăm sóc, nấu cháo, rồi khi mà cổ bệnh nặng quá thì gia đình tôi, đứa con tôi thì nó cũng đưa đi bệnh viện đó. Đó là cái điều mà tôi đã làm chứng rồi. Thì khi mà mình làm bởi cái tấm lòng của mình, bởi cái tình yêu thương của mình, thì Đức Chúa Trời Ngài lại ban phước. Giống như Ruter, tôi nghĩ rằng là Ruter là đi theo mẹ chồng của mình vì tình yêu thương. Vì nghĩ bây giờ bà lớn tuổi rồi, bà già rồi, bà chỉ có một mình thôi. Nếu như mà mình không đi với bà thì đâu có ai lo lắng cho bà. Bởi tình yêu thương, Đức Chúa Trời Ngài nhìn thấy trong tấm lòng của Ruter, và Đức Chúa Trời ban phước cho bà Naomi và ban phước luôn cho cả Ruter nữa, từ thuộc linh cho tới thuộc thể. Từ thuộc thể là sao? Ruter lấy được một người chồng rất là giàu có, là Bô-ô. Và thuộc linh, Ruter lại được ở trong gia phổ của Chúa Giê-xu. Đó là điều Ruter không thể nào mà biết trước được. Và bà cứ làm theo tình yêu thương, và Đức Chúa Trời là đấng nhìn thấy trong tấm lòng của bà. Và cái điều mà tôi muốn học nữa đó là chúng ta nên cẩn thận khi quyết định một cái điều gì, vì quyết định ngày hôm nay của chúng ta sẽ là phước hạnh mà chúng ta sẽ nhận được ở ngày mai. Nếu chúng ta quyết định theo lòng của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ đọc một câu kinh thánh cuối cùng, đó là Châm Ngôn đoạn 1 câu 23. Và đây là điều sẽ giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta biết rằng chúng ta sẽ quyết định theo ý muốn của Đức Chúa Trời là như thế nào. Nhưng vì ta trách các ngươi khá trở lại, Chúa trách mình, thì mình hãy trở lại với Chúa đi. Đó, thì Chúa sẽ giúp đỡ mình nè. Kìa, ta sẽ đổ thần linh ta trên các ngươi, ta sẽ làm cho các ngươi biết những lời của ta. Và Chúa giúp đỡ mình bằng cách nào?
Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ ở trên mỗi chúng ta. Chúa đổ thần linh của Chúa trên chúng ta và Chúa sẽ làm cho chúng ta biết những lời của Chúa, là biết lời của Chúa là biết được ý muốn của Chúa, biết được điều gì vừa lòng Chúa và điều gì không đẹp lòng Chúa, để chúng ta quyết định, để chúng ta trở lại với Chúa. Tôi nói thật, trong những ngày qua đó thì mỗi gia đình thì mỗi cảnh, mỗi người thì mỗi suy nghĩ, mỗi người thì có mỗi cái quyết định khác nhau trong cái cơn đại dịch vừa qua. Đâu có ai muốn mình bị bệnh đâu, phải không? Đâu có ai muốn mình bị nhiễm COVID. Không có ai muốn mình phải gặp những khó khăn. Và có nhiều người họ không ra đường được, họ rất là khó chịu. Đâu có ai mà muốn nhốt mình ở trong nhà hoài như vậy. Nhưng qua cái cơn đại dịch này, Chúa bắt đầu huấn luyện mỗi người trong chúng ta. Vợ chồng có những cái sự bất đồng, có những cái điều không có sự hiệp một, thì qua cái cơn đại dịch này có thể là chúng ta sẽ chạm mặt với nhau mỗi ngày, và chúng ta sẽ có những cái giải pháp, có những cái giải pháp để chúng ta sống ôn hòa, để chúng ta sống hòa thuận, để chúng ta sống hiệp một, để tiếp tục cái hành trình để chúng ta bước đi với Chúa. Rồi anh chị em trong gia đình có những mâu thuẫn, có những cái điều mà khó chịu với nhau, bây giờ bắt buộc phải ở nhà thôi, giờ đi đâu. Và cái mà lo lắng nhất và hoang mang nhất đó là sợ bị nhiễm COVID, lo lắng, sợ hãi, bất an đủ thứ. Chúng ta bị sợ bị nhiễm COVID là chúng ta sợ chúng ta bị qua đời. Là đến lúc đó rồi, bây giờ mà có muốn sống cũng đâu có sống được. Mà bây giờ sống mà cứ cắn đắng nhau hoài, sống mà cứ gây gỗ với nhau hoài, thì nó cũng không có sự vui mừng ở trong gia đình của chúng ta. Nên rằng là qua cái sự khốn khổ, qua cái hoạn nạn, qua cái cơn đại dịch này, thì ước ao rằng mỗi gia đình của chúng ta, tại vì tôi đang muốn nói đến một gia đình, mỗi gia đình của mỗi một chúng ta sẽ yêu thương nhau nhiều hơn và hiểu nhau nhiều hơn và gắn bó với nhau nhiều hơn và để chia sẻ với nhau nhiều hơn, từ những cái nhỏ nhất, để chúng ta cùng hiệp một với nhau ở trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và để chúng ta lại tiếp tục cái cuộc hành trình của chúng ta bước đi theo Chúa. Và bây giờ là tóm lại nha, có những điều mà tôi muốn nói lên mà tôi cũng học được và tôi cũng chia sẻ, đó là khi chúng ta có một cái quyết định làm nên lịch sử, đó là Luther là quyết định theo tình yêu thương. Đó, tình yêu thương là Đức Chúa Trời rồi. Khi chúng ta quyết định theo tình yêu thương sẽ làm nên lịch sử. Quyết định bước đi với Chúa thì ngày hôm nay chúng ta mới có được một mục sư Quỳnh Lâm Mũ. Khi mà chúng ta quyết định bước đi với Chúa, ngày hôm nay chúng ta mới có những cái mục sư được đầy ơn ở trên thế giới này. Những mục sư đầy ơn ở đất nước Việt Nam của chúng ta. Nếu như mục sư Quỳnh Lâm Mũ ngày trước không quyết định để bước đi theo Chúa, thì ngày hôm nay chúng ta không có một ông mục sư quản nhiệm tên Quỳnh Lâm Bửu, có một giáo sư tên Quỳnh Lâm Bửu. Đó là một quyết định để làm nên lịch sử cho ai? Để sáng danh ai? Đức Chúa Trời. Và cái điều tôi học được đó là chúng ta là quyết định theo ý muốn của Đức Chúa Trời, đó là hãy xét điều chi vừa lòng Chúa. Và khi mà rồi, và cái điều đó nói lên được rằng là ở trong Châm Ngôn đoạn 1 câu 23, đó là chúng ta hãy trở lại với Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ đổ thần linh của Ngài. Thần linh của Ngài là Đức Thánh Linh sẽ đổ ở trên chúng ta. Để chi? Để cho chúng ta biết lời của Đức Chúa Trời và chúng ta làm theo lời của Đức Chúa Trời. Và quyết định của chúng ta, quyết định ngày hôm nay của chúng ta
sẽ là một phước hạnh cho chúng ta ở ngày mai. Đó là những điều mà tôi học được từ nơi lời của Chúa, và tôi muốn chia sẻ và học cùng với anh chị em. Và tôi xin hết và nhường lời lại cho người hướng dẫn chương trình, thầy Vũ ạ. Và cảm ơn Chúa. Cảm ơn anh chị em nha. Tôi không biết bây giờ, tôi không có coi giờ. Thầy Chúa bài giảng đơn sơ nhưng mà rất là chân thành, rất là tuyệt vời. Xin Chúa sức giàu cho cô nha. Dạ cảm ơn cô, không cô nào nữa. Dạ cảm ơn cô nào. Dạ cảm ơn Chúa. Cảm ơn cô mục sư Phạm Thị Liên đã chia sẻ thật tuyệt vời về lời của Chúa. Dạ giờ này xin tôi tới Chúa là mục sư Huỳnh Ngọc Anh Hào, xin thầy cầu nguyện cho lời Chúa hôm nay ạ. Rồi, cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta xin hiệp ý với ta cầu nguyện cho lời của Chúa ngày hôm nay. Tạ ơn Cha yêu dấu của chúng con. Chúng con biết rằng Đức Chúa Trời chúng con đang thờ phượng, Ngài là Đức Chúa Trời công bình, Ngài là Đức Chúa Trời tốt lành, và Ngài luôn luôn muốn mọi điều tốt lành nhất đến trên mọi đời sống của chúng con. Tuy nhiên, mọi cái kết quả của đời sống của chúng con nó lại lệ thuộc vào trong cái quyết định của mọi chúng con. Và ngày hôm nay qua bài học, qua tấm gương của Ruter và tấm gương của gia đình của Naomi mà chúng con học được bài học cho chính mình. Nếu chúng con là người Giuđa ở trong thuộc linh, nếu chúng con là cơ đốc nhân, nhưng khi hoàn cảnh, khi nan đề xảy đến mà chúng con lại chọn lựa để chúng con rời khỏi cái địa vị, rời khỏi cái vị trí, rời khỏi cái vùng đất, rời khỏi cái nơi mà Đức Chúa Trời Ngài đã hứa với tổ phụ của chúng con, để chúng con đi đến cái nơi mà chúng con nghĩ rằng tại nơi đó có thể chúng con nhờ cậy được, tại nơi đó có thể sẽ giải quyết được mọi nan đề của chúng con. Thì qua cái gương của gia đình Naomi để chúng con thấy được rằng chúng con chỉ gặt lại được những sự cay đắng cho chính mình mà thôi. Nhưng tạ ơn Chúa, khi quyết định quay trở về, khi quyết định ăn năn, thì tình yêu thương của tất cả mọi người cũng vẫn luôn tuôn tràn, giống như mọi người dân ở tại Giuđa, ở tại Bethlehem vẫn yêu mến Naomi vậy. Chúng con xin Chúa Ngài giúp đỡ cho mọi chúng con, để rồi trong mọi hoàn cảnh của chúng con, trong mọi cái nan đề nó đang xảy ra trong cuộc đời của chúng con, Chúa dạy chúng con qua cái hình ảnh gia đình của Naomi để chúng con quyết định, chúng con có một cái quyết định cho chính mình, hầu cho quyết định đó nó đem đến cái kết quả cay đắng hay ngọt ngào cho chúng con. Như lời của Chúa dạy chúng con, ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự gỗ xả, hãy chọn sự sống hoặc cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống. Xin Chúa giúp đỡ chúng con để chúng con chọn lựa và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng con cũng học được qua cái gương của Ruter, dám vì tình yêu thương nơi bà gia của mình, dám từ bỏ dòng họ, từ bỏ bà con, từ bỏ nhà cha của mình, và bà đã được một cái phần thưởng lớn. Thì Chúa Ngài cũng qua cái hình ảnh của Ruter, xin Chúa Ngài cũng giúp đỡ, xin Chúa Ngài cũng dứt giấy, xin Chúa Ngài cũng thúc giục ở trong lòng của chúng con, để chúng con dám vì nhà của Chúa mà chúng con cũng từ bỏ những cái điều mà nó tạm thời, hầu cho chúng con sẽ vươn tới cái phần thưởng lớn, là phần thưởng đời đời mà Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban thưởng cho chúng con. Chúng con dám từ bỏ những cái điều không đẹp lòng Chúa, để rồi Đức Chúa Trời Ngài sẽ cho phép chúng con được dự phần vào trong công việc của Chúa, cũng như Đức Chúa Trời đã cho phép Ruter được dự phần vào trong gia phổ của Chúa Giêsu vậy. Chúng con cảm ơn Ngài, nguyện xin Chúa Ngài ban ơn giúp đỡ cho mọi chúng con. Trong danh của Chúa Giêsu, con cũng cầu xin Đức Chúa Trời Ngài gia thêm ơn của Ngài ở trên tôi tớ của Chúa, và Ngài cũng làm ơn ở trên vật thực ăn uống và tiêu trừ bệnh tật giữa vòng các tôi tớ của Chúa, để mọi chúng con sống ở trong sự bình an, mọi chúng con làm sáng danh Chúa, mọi chúng con có một cái mối liên hệ mật thiết với Chúa, hầu cho trong những quyết định cho cuộc đời của chúng con sẽ không có những quyết định sai trật nữa, mặc dầu trước đây chúng con đã từng có những quyết định sai trật, nhưng xin Chúa Ngài cho chúng con từ bây giờ chúng con kinh nghiệm được Chúa, và chúng con sẽ có những quyết định đúng đắn, hầu cho nó thay đổi hoàn cảnh của chúng con, thay đổi cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Cha, tạ ơn Chúa vì lời của Ngài ngày hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng